Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 011. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán sục khí CO2 vào kiềm CaOH2 lần hoặc BaOH2 lần. Ở bài toán này khác với bài toán trước ở một điểm là bài toán này người ta tiến hành hai thí nghiệm riêng biệt. Như vậy phương pháp giải loại toán hai thí nghiệm riêng biệt này cần nắm vững nội dung của thầy như sau. Việc đầu tiên là với thí nghiệm thứ nhất, các em phải chứng minh được cái dung dịch của thầy xảy ra trường hợp nào. Thứ hai là với thí nghiệm thứ hai cũng tương tự, xảy ra trường hợp nào. Đó. Thì bài này rất là đơn giản rồi, người ta cho các em là gì? Kết tủa ở hai thí nghiệm là như nhau. Đó. Kết tủa là hai thí nghiệm là như nhau thì suy ra trường hợp thứ hai dùng CO2 nhiều hơn này này thì CO2 sẽ dư và dung dịch của nó thu được là BaHC3 tất cả hai lần. Còn trường hợp số 1 là trường hợp dùng CO2 ít hơn thì kết quả thì có trường hợp đó là xảy ra Ba lần dư. Đó. Tức là lấy dung dịch của thầy là BaOH2 lần. Sau khi có sơ đồ ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 rồi, các em dùng bảo toàn nguyên tố là ok. Với thí nghiệm thứ nhất, thầy dùng bảo toàn nguyên tố carbon, thầy có là A của thầy là số mol kết tủa sẽ bằng 0,02. Thầy lập được phương trình thứ nhất. Với thí nghiệm thứ hai, thầy có như sau, đầu tiên thầy bảo toàn bari, thầy có số mol muối sẽ bằng x trừ A. Và áp dụng bảo toàn carbon, thầy có luôn là 0,04 sẽ bằng A cộng với 2 nhân x trừ a, đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2 các em tìm ra x bằng 0,03 và a bằng 0,02, rất là nhanh chóng. Đáp án thầy có là B.